Alo. Алло. Em chào thầy. À, chào em. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, хорошо. À, như vậy sáng nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chia động từ đấy. À, trước khi bắt đầu vào giờ học, bao giờ người ta cũng có một cái khoảng thời gian ngắn ngắn đủ khoảng 5-7 phút gọi là khởi động. Thế nên là khởi động tức là tâm trạng của chúng ta khi bắt đầu ngồi vào học nó hơi bị ì trệ, đúng không? Có thể là chưa tỉnh ngủ hẳn, có thể là đang bận từ việc này sang việc khác. À đó, xin lỗi em một tí nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trước hết là đọc từ mới, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chia động từ để khởi động đấy. À, chúng ta có từ ученик, có nghĩa là gì nào? Ученик. 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 À, ученик. À, да. Em liên tưởng thấy cái động từ учить. Учить là gì? Учить là học, đúng không nào? Đấy. Учить. Thế xuất phát từ đó nó cái từ ученик là cậu học sinh. Ученик. Là ученик. À đó. Cái âm ye này nó đứng trước cái trọng âm, nó đọc rất là lạ đấy. Nó không đọc là ye, nhưng cũng không đọc là y, mà nó đọc giữa ye và y đấy. À, cho nên là nhiều người thôi tiện thì cứ đọc luôn thành y cho được việc đấy. Đó. Cho nên là các bạn có thể đọc là gì? Ученик, ученик, ученик. Ученик. Còn nếu đọc ученик thì nó hơi là lạ, nghe nó hơi là lạ đấy. Đó. À, ученик đó là cậu học sinh. Tiếp theo là chúng ta có một cái từ khá là khó đọc. Đó là cái từ excursavot. 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 Đó. À, muốn đọc được cái chữ này thì em sẽ đọc từ dưới lên. Em đọc là cursavot. Em đọc cursavot. 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 À, đó. Xem sau đó em đọc chữ excursavot. 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 À, có chữ sờ nhé. Excursavot. 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 Đúng rồi, lúc đó thì em sẽ đọc chữ x ở đầu thì sẽ được đấy. Excursavot. 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 Đó là hướng dẫn viên du lịch. Thực chất ra cái từ này nó đối với các em là nó khá là khó đọc đấy. À, nếu chúng ta đọc được nó thành công thì tất cả những từ khác chúng ta sẽ đọc nó dễ dàng đấy. Đó. Tiếp theo chúng ta có từ известный. 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 Известный là nổi tiếng. Известный đấy. Известный. Да. Родной. Родной. Từ родной. Родной. Родной là thân thương ruột thịt đấy. Родной đấy. Родной. Đọc là родной. À, tiếp theo chúng ta có từ конечно. 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 À, конечно là tất nhiên. Конечно đấy. Правильно. 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 Да. Nếu mà bình thường các em cứ đọc правильно, правильно thì được thôi, nó dễ đơn giản, đúng không nào? Thế nhưng vấn đề ở chỗ là nó có chữ L mềm này, nếu chúng ta đọc được đúng nó thì nghe nó hay. Thế còn các bạn đều nói правильно. À, các bạn cứ nói правильно là người ta đã hiểu rồi. Mặc dù các em có thể nói đây thành chữ N người ta vẫn hiểu đấy. Bởi vì sao? Chỉ cần đọc đúng trọng âm thôi đấy. Правильно cũng được đấy. À, người ta sẽ hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta nói được là правильно. Правильно đấy, à thì sẽ đúng hơn đấy. À đó, правильно là đúng đấy. Конечно là lẽ dĩ nhiên, lẽ tất nhiên. Правильно là đúng. À, немного là nhiều, à là ít đấy. Немного là ít, немного là ít, đúng không nào? À, bởi vì sao? Nhiều thì là много đấy. À, много cái là không nhiều. À, đây là không nhiều đấy. À, много là nhiều, à đúng không nào? Много là nhiều, à đó. Много đấy, à много. À, thế và ngược lại của nhiều là gì? Мало đấy. Мало đấy. Мало. À đó, мало. À đó. Конечно, правильно, немного, мало đấy. À đó, конечно, правильно, немного, мало. À đó, tiếp theo nào. Chúng ta sẽ có các động từ говорить. Em nói говорить. Говорить. Нет. Говорить. Говорить. Да. Говорить, да? Говорить. Говорить là nói đấy. À, hay các em hay nói là говорить đấy. Các em nói говорить được đấy. Говорить thì nghe nó hơi lạ tai chút, chúng ta nói говорить. À, говорить nghe nó dễ nói hơn đấy. À, có nghĩa là nói. À, tôi nói я говорю đấy. À đó. Думать. Động từ думать có nghĩa là nghĩ. Думать. 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 Да, думать. Думать đấy. À, думать là nghĩ đấy. À, tiếp theo chúng ta sẽ có động từ изучать. Изучать là học. Học môn gì đó đấy. Изучать là học. Ví dụ học tiếng Nga, я изучаю русский язык đấy. Tiếp theo chúng ta có động từ хотеть. Хотеть có nghĩa là muốn. Muốn đấy. Хотеть là muốn. Mong muốn đấy. Хотеть là muốn. Я хочу, ты хочешь, он хочет. Мы хотим, вы хотите, они хотят đấy. Đó. À, thế đó là tất cả các động từ mà chúng ta vừa xem đấy. Đây, 4 động từ đấy. À, đó, bây giờ chúng ta phải chia nó đấy. À, đã học tiếng Nga thì phải chia động từ. Đã nhìn thấy động từ là phải chia. Vì không chia thì không dùng được nó vào câu đấy. À, đó, thế chứ nào. À, thế cho nên ở trong trường hợp này chúng ta muốn nói là tôi nghĩ. À, thì chúng ta không thể nói я думать được. Phải chia ra thành я думаю. À, маю. Да, я думаю. Ты думаешь. Он думает. Мы думаем. Вы думаете. Они думают. Đấy. À, đó. Đó là động từ suy nghĩ. Em thấy động từ suy nghĩ này chia theo cách một cho nên rất dễ. Đó, chia nhóm một. Đó. Bây giờ em đọc thử nào. Я думаю. Я думаю. Ты думаешь. Ты думаешь. Он думает. Он đây luôn. Он думает. Думает. Да, он думает. Мы думаем. Мы думаем. Вы думаете. Вы думаете, да. Они думают. Да, они думают, đấy. À, thế bây giờ đây là cái cách chia của động từ. Chia động từ này người ta gọi là chia động từ ở thì hiện tại. Thế nào gọi là thì hiện tại? Thì hiện tại có nghĩa là khi người ta nói thì cái hành động đó đang diễn ra song song với cái thời điểm người ta nói. Đấy, có nghĩa là xảy ra ngay tại cái lúc người ta nói. Em hiểu đấy. À, đó. Cho nên đó gọi là thì hiện tại. Thế ngược lại thì sao? À, không có thì hiện tại. À, không, nếu không phải thì hiện tại thì nó sẽ có thể là gì? Nó có thể là thì quá khứ. Thế nào thì quá khứ? Quá khứ có là việc đó đã xảy ra rồi. À, bây giờ tôi chỉ kể lại thôi đấy. À, ví dụ bây giờ em kể lại là ngày hôm qua tôi đi chợ, tôi mua một con cá to về, tôi nấu một bữa ăn tối cả nhà ăn đấy. Thì cái hành động đó là xảy ra vào ngày hôm qua rồi. Có nghĩa là cái hành động đó đã xảy ra đấy. Đó, thì nó gọi là ở thì quá khứ. Thế còn ở thì tương lai thì sao? Thì tương lai có nghĩa là cái hành động đó chưa diễn ra. À, tức là ví dụ là ngày mai tôi sẽ đi ngân hàng, tôi gửi tiết kiệm 20 triệu. Thì cái việc đó là ngày mai tôi mới làm thôi. Còn bây giờ thì có khi tôi còn chưa có tiền đấy. À, đó. À, thế như vậy là gì? À, cái việc đó là sẽ xảy ra vào ngày mai. Tức là gì? Xảy ra sau thời điểm nói đấy. À, thế vậy thì động từ nó cũng tương tự như vậy. À, động từ ở trong tiếng Nga nó chỉ có 3 thì thôi. Nó có thì quá khứ, thì hiện tại và thì tương lai đấy. À, nó khác trong tiếng Anh. Tiếng Anh có đến 12 thì rồi đấy. À, đúng không? Tiếng Anh này, hiện tại này, hiện tại tiếp diễn này, hiện tại hoàn thành này, đủ các thứ linh ta linh tinh, nó làm đau hết cả đầu. À, nhưng mà tiếng Nga nó chỉ có 3 thì: quá khứ, hiện tại và tương lai. Thế đối với tất cả các học sinh khi bắt đầu học tiếng Nga thì người ta sẽ hướng dẫn các em cách chia động từ ở thì hiện tại đấy. Đó. À, thế có nghĩa là chúng ta chỉ cái hành động đang diễn ra luôn. Bây giờ chúng ta muốn nói là tôi đang suy nghĩ. Я думаю. Đấy. À, cậu đang suy nghĩ. Ты думаешь. Anh ấy đang suy nghĩ. Он думает. Đấy. À, đó. Мы думаем. Вы думаете. Они думают. Thế bây giờ học chia nó như thế nào? Em sẽ cần nhà bao giờ chúng ta cũng hay mua bánh, mua kẹo này đấy. À, mua trà này. Đó. Thế thì chúng ta sẽ có những cái hộp bìa các tông ấy đấy. À, lấy cái bìa các tông ra, cắt ra một cái miếng bìa nó nhỏ nhỏ vừa bằng cái cạc visit ấy. Ở đằng sau này nó sạch mà. đằng trước này in hình nọ hình kia, đằng sau nó là nó không có gì, không có chữ nghĩa gì cả. Chúng ta lấy bút chúng ta viết cái động từ này ra, đu mạch bên cạnh là gì? Suy nghĩ đấy. Đu mạch tiếng Việt là suy nghĩ. Xong đó cái chia động từ yên đu mê thì đu mê ồn tù mệt, viết ra hết cái như này đấy. Đó. Thế xong để làm gì? Khi học này là em sẽ có một bộ quân bài như thế. Mỗi ngày em học 1, 2, 3 động từ, em lại cắt một cái tờ bìa em để nó vào cái bộ quân bài của mình. Nếu mà cắt cái bìa nó bằng nhau thì trông nó xếp hình trông nó đẹp như cái bộ quân bài tu khơi đó. Thì khi đi học thì là khi ngồi học với thầy thì em bày những quân bài đó ra trước mặt, thầy giáo hỏi động từ nào nhìn thấy ngay, biết ngay nghĩa là gì đấy. Đó, không phải suy nghĩ gì cả, đúng không nào? Đấy. Chịu khó làm như thế thì là gì? Vừa học viết này, lại vừa có cái để học đấy. Thỉnh thoảng rút quân bài ra ngồi đọc. Bây giờ đọc nó như thế nào? Ví dụ thầy giáo đọc nhé. Giờ dume thì dume, tổn dume, mười dume, mười dume, chia nhít dume yut. Đó. Thế là các động từ изучать. Ей изучай, ты изучай, что он изучает, мы изучаем, вы изучаете, они изучают. Đấy. Đó. Đó là gì? Ngồi lẩm nhẩm để học như vậy đấy. Em hiểu chưa nào? Đó. Bây giờ trong ngày thế nào chả có lúc mà em ngồi rỗi, hoặc là trông con, hoặc là chơi với con, hoặc cho con ăn. Đúng không nào? Đó thì như vậy, cầm theo cái bộ quân bài đó, thỉnh thoảng rút một quân ra ngồi đọc một lượt thôi, đọc 2 lượt. Thế là trong ngày em cứ đọc độ khoảng 1, 2, 3, 4, 5 lần. Thế là ổn đấy. Em sẽ chia động từ rất là giỏi đấy. Đó. Bởi vì sao chia động từ nó cực kỳ quan trọng. Bây giờ chúng ta học động từ изучать nè. Động từ изучать nghĩa là học đấy. Chúng ta sẽ chia nè. Я изучаю. Я изучаю. Ты изучаешь. Ты изучаешь. Он изучает. Да, он изучает. Он изучает. Мы изучаем. Мы изучаем. Вы изучаете. Вы изучаете. 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 Они изучают. Они изучают. Они изучают. Đấy. Đó là động từ изучать, là động từ này có nghĩa là học đấy. Thông thường đối với học chính khóa, học chính quy đấy, thầy giáo chỉ chia một động từ cho thôi. Thầy giáo bảo đây động từ này chia nhóm 1 này, đây chia nhóm 1. Thế xong thầy giáo cho các động từ còn lại, thầy giáo bảo động từ này cũng chia nhóm 1, thế là tự chia lấy đấy. Đó. Thầy học với các em thì do là các em không có kỹ năng, chưa có kỹ năng cho nên là gì? Là thầy giáo chia cùng các em đấy. Đó. Nhưng sau đó thì sẽ hình thành cho các em cái kỹ năng là gì? Cứ nhìn thấy động từ, nếu nhìn thấy nhóm 1 thì chúng ta biết chia nó đấy. Đó, em hiểu chưa? Động từ хотеть, bây giờ có động từ хотеть. Động từ хотеть nó chia khá lạ, nó một nửa nó chia theo nhóm 1, một nửa chia theo nhóm 2 đấy. Đó. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chia nè. Хотеть là muốn, tôi muốn làm cái gì đó. Tôi muốn học tiếng Nga. Tôi muốn nói tiếng Nga. Tôi muốn viết bằng tiếng Nga đấy. Thế người ta sẽ sử dụng cái động từ хотеть. Tôi muốn thì nói như thế nào? Я хочу. Em nói nào? Я хочу. Я хочу. Ты хочешь. Ты хочешь. Ты хочешь. Ты хочешь. Да. Он хочет. Он хочет. Мы хотим. Мы хотим. Мы хотим. Вы хотите. Мы хотим. Да, вы хотите. Вы хотите. Они хотят. Они хотят. Они хотят. Они хотят. Они хотят. Chát, đúng rồi đấy. Они хотят đấy. Đó, em phát âm tốt mà đấy. Bây giờ người ta sẽ nói lại là я. Я хочу. Vừa đọc xong lại quên ngay đấy. Bây giờ, đúng rồi, chúng ta nhớ nào. Âm ô không có trọng âm, đứng trước trọng âm bị đọc là a. Trên đây đọc là хочу đấy, thấy chưa nào? Я хочу. Đã tươi. Có trọng âm bị đọc là ô. Хочет. Đấy, хочет. Đúng là nó có trọng âm thì nó bị đọc là ô. Ôn. Он хочет. Он хочет. Мы хотим. Đấy thế nào? Đó, nó bị đọc là a bởi vì trọng âm nhảy ra đằng sau đấy. Мы хотим. Вы хотите. Вы хотите. Они. Они хотят. Хотят. Nó vẫn bị đọc là a mà đấy. Они хотят đấy. Я хочу, ты хочешь, он хочет, да. Я хочу, ты хочешь, он хочет. Ты хочешь? Хочет. Он хочет. Он хочет. Мы хотим. Вы хотите. Вы хотите. Они хотят. Они хотят. Да. À, thế tiếp theo nè. À, vừa rồi chúng ta đã học cách chia động từ думать, suy nghĩ, изучать, говорить. À, là học đấy, học môn gì đó. Хотеть là muốn đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ có động từ писать. Писать có nghĩa là viết đấy, viết. Писать, писать đấy. Trọng âm rơi vào đâu nào? À, trọng âm rơi vào âm a đấy. Писать đấy. Писать. Nhiệt, em nói là писать. Писать. Đúng rồi đấy. Pizza. À đó, nếu mà em nói nhầm trọng âm vào âm y này thì nó thành cái động từ rất buồn cười đấy. Cho nên lưu ý đấy. À đó, chúng ta nói là pizza. Pizza là viết đấy. Pizza là viết. Thế còn nếu mà nói trọng âm vào âm y này, pizza có nghĩa là đi vệ sinh, đi tè đấy. À, trẻ em nó đi tè nó nói chẳng hạn đấy. À đó thì chúng ta sẽ dùng cái động từ pizza đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta phải nói đúng trọng âm là gì nào? Pizza. Pizza đấy, pizza đấy, tá. Pizza. À, thế như vậy. À, ở đây chúng ta chia động từ như nào? Động từ pizza này tuy nó là chia theo nhóm 1 nhưng mà nó chia khá lạ đấy. À, chia khá lạ cho nên chúng ta phải học riêng nó. Ya pishu. Ya pishu. Pishu. Đà, cái từ cái ngôi thứ hai trọng âm nó nhảy lên đầu. Tươi pishes. Tươi pishes. Đà, tươi pishes. Đà, on pishes. Он пишет. Мы пишем. Мы пишем. Вы пишете. Мы пишем. Вы пишете. Вы пишете. Вы пишете. Вы пишете. Они пишут. Они пишут. Они пишут. Они пишут, да. Они пишут, да? Đó, thì bây giờ em đọc lại một lần nào, cái chia động từ này nào. Я. Пиша. Я пишу. Я пишу. Я пишу, да. Я пишу. Ты пишешь. Ты пишешь, да. Он пишет. Он пишет. Он пишет. Мы. Мы пишем. Мы пишем. Вы. Вы пишете. Вы пишете. Вы пишете. Они. Вы пишете. Они пишут đấy, они пишут. À đó, thế đến đây thì là gì nào? Đến đây chúng ta đã cùng nhau chia xong động từ писать đấy. À bây giờ còn lại động từ говорить đấy, động từ говорить. Động từ говорить nếu như động từ думать của chúng ta. Đấy. À động từ думать của chúng ta đấy. À tá. Động từ думать là động từ chia ở nhóm 1 đấy. Đó. Động từ думать chia ở nhóm 1. À, thì động từ говорить là động từ chia ở nhóm 2 đấy. Đó. Bây giờ thì ta sẽ ghi ở đây là động từ думать là chia ở nhóm 1 đấy. À đó, là chia nhóm 1. Thấy chưa nào? À, động từ đây chia nhóm 1, động từ изучать chia ở nhóm 1 đấy. À, động từ изучать chia nhóm 1 đấy. Đó. À, động từ писать cũng chia ở nhóm 1. À đó, thấy chưa nào? À, nhưng mà động từ говорить thì nó lại chia ở nhóm 2 đấy. À, thế vậy thì trong tiếng Nga chỉ có hai nhóm chia động từ thôi. Thế vậy thì động từ hoặc là nó sẽ chia ở nhóm 1 hoặc là nó sẽ chia ở nhóm 2 đấy. Nhưng mà trong khi nó chia như thế thì nó sẽ có một vài cái biến tấu đối với một vài cái động từ khác lạ một chút. Thế vậy thì những cái động từ đó chúng ta chỉ cần học thêm một chút thì là chúng ta sẽ chia được. Ví dụ như động từ хотеть, nó chia cả ở nhóm 1 và cả nhóm 2 đấy. Đó, ở đây nó cả là nhóm 1 và nhóm 2 đấy. Đó. Thế vì thì chúng ta chỉ cần lưu ý một chút đấy, là nó sẽ chia như thế nào. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem động từ говорить nó chia ở nhóm 2 nó chia như thế nào nào. Я говорит là nói đấy, говорит nói. Tôi nói, я говорю. Я говорю. Я говорю. Ты, ты говоришь. Ты говоришь. 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 Ишь. Ишь. Говоришь. Да, да. Я nói говоришь. Говоришь. Да, говоришь, да. Говоришь. Хорошо. Он говорит. Он говорит. Да, он говорит. Мы говорим. Вы говорим. Мы говорим. Мы говорим. Говорим, đúng rồi đấy. À, cái chữ này nếu mà phiên âm sang tiếng Việt nó sẽ là như thế nào nào? À, nó sẽ là g và говорим. Говорим. Да. Говорим. Đó. Đây là chữ мы говорим. Em nói мы говорим. Вы говорите. Вы говорите. Вы говорите. Да, đây này viết như thế này đấy. Говорите, говорите, đấy. Говорите, говорите. Вы говорите. Они говорят. Они говорят. Они говорят. Они говорят. Да, они говорят. Да, đấy chứ này. Они говорят. Они говорят. Đó, ряд, ряд, ряд. Они говорят. Да, они говорят đấy. À đó. À đó là cách phát âm đấy. À bây giờ em nói lại này. Я говорю. Я говорю. Ты говоришь. Ты говоришь. Он говорит. Он говорит. Мы говорим. Мы говорим. Вы говорите. Вы говорите. Они говорят. Они говорят. Em nói rất vất vả cái từ R này đấy, cái âm R này đấy. À đó. À thế nhưng mà thầy giáo phát hiện ra là em nói còn chưa đúng, thế nhưng mà cứ để nguyên, bởi vì sao là rồi em lại sẽ đúng đấy. Nhưng phải với điều kiện là gì? Em phải chịu khó nói nhiều đấy. Em chịu khó nói rất nhiều. Cái chữ giáo em khó nói. Đúng rồi. Đấy. À em cứ nói thật nhiều lên thì nó sẽ quen đấy. Thế còn trong trường hợp ví dụ mà chúng ta không thể phát âm được cái âm đó cũng không sao. Quan trọng nhất là chúng ta cứ nói nhuần nhuyễn một cái câu thì người ta cũng vẫn cứ hiểu chúng ta đấy. Người ta chỉ hiểu rằng là à như vậy cái con bé này nó nói cái âm R này chưa đúng đấy. À đó. Cái việc đó nó không ảnh hưởng gì cả, bởi vì nhiều người nói chưa đúng mà. Đấy. Cái âm R này nhiều người không nói được luôn đấy. Người ta nói nhiều người nói thành chữ giờ luôn đấy. Yegavariu, ví dụ nói Yegavariu, bạn nói các bạn nói thành Yegavariu đấy. Yegavariu. Tigavaris, Tigavazis đấy, Tigavazis. Đó, nhiều người nói như vậy đấy. Đó. Nhưng mà người ta vẫn hiểu được. Em vẫn hiểu được, bởi vì sao? Chúng ta chỉ cần nói đúng trọng âm thôi đấy. Đó, tác vột. À thế bây giờ vừa rồi là gì? À, chúng ta đã chia xong 5 cái động từ này. Như vậy là về nguyên tắc em phải có 5 cái quân bài, ghi 5 cái động từ này ra nhé. Đấy. Đó. Để bắt buộc em phải làm cái điều đó thì em sẽ phải làm, xong em chụp ảnh, xong em gửi cho thầy giáo 5 cái động từ này trên 5 cái quân bài mà em làm nhé. Đấy. À đó, em cắt cái tờ bìa ra, mua cái tờ bìa của cái hộp bánh kẹo hay là hộp trà hay là hộp gì đó đấy. Đó. Так вот. Хорошо. À đó, thế như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia xong động từ. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái cách, sự khác biệt giữa động từ chia nhóm 1 và động từ chia nhóm 2 nó như thế nào đấy. À đó, chúng ta sẽ cùng nhau xem nhá. À bây giờ chúng ta có động từ изучать là động từ chia nhóm 1 đấy. Và động từ говорить là động từ chia nhóm 2. Chúng sẽ cùng nhau xét xem nó khác nhau cái gì mà người ta phải nói như vậy đấy. Trước hết chúng ta sẽ xem là ngôi ia thì là изучаю, có đuôi gì đây? You. Изучаю. Đấy. À đúng không nào? Đấy. Ngôi ia thì nó là изучаю đấy. Đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ ghi nó ra nhé. Я. Так я. Я thì nó là gì nào? You. Đúng không nào? Я thì thành you đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem bên này thì sao? Bên này, bên này là cái động từ chia ở nhóm 2. Động từ говорить chia ở nhóm 2 đấy. Chúng ta xem nó sẽ chia ở ngôi я nó như thế nào đấy. Я ở trên này nó cũng là говорю, đúng không nào? Я nó cũng là you. Đúng không? Đó, giống hệt nhau đúng không nào? Đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại xem ngôi tươi. Ngôi tươi của động từ chia ở nhóm 1 là sao? Tươi изучай ешь. Đấy. Đúng không? Tươi. Tươi. Thế nó thành gì? Изучай ешь. Nó là ешь. Đúng không nào? Đó. Đấy. Thế bây giờ chúng ta xem ở bên này sao? Tươi говоришь. Nó không phải yes nữa mà là is đấy. Tươi говоришь. Em thấy đây nó có sự khác biệt rồi đúng không? Đây là y, thế còn đây nó là ye đấy. Đúng không? Có phải vậy không? Đấy. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ cho nó to ra một chút. Cái này nó cho nó to ra một chút cho em dễ nhìn nhé. Như là y, cái này là ye. Đúng không? Bên này là y, bên này là ye đấy. Đó. Nó thấy cái sự khác nhau rồi đúng không nào? Đấy. Tá. Đó. Thế là ở đây chúng ta đã thấy nó có sự khác nhau. Thế bây giờ chúng ta xem ngôi ôn nào. Ôn. Ôn. Ôn thì nó sẽ là gì? Yet. Yes. Nó vẫn là ye nữa. Ye yet đấy. Mươi thì gì là? Yem. Đấy. với дети. Đấy. Они. À, bây giờ chúng ta nhìn thấy ngôi они thì nó lại khác đi đấy. À, từ ngôi ôn thì nó bình thường thôi, nó cứ bám theo cái chữ ye này thôi. Đấy. Em thấy nào? À, nếu mà đây là ye, yes thì nó lại ngôi ôn sẽ là yet. À, ngôi mươi sẽ là yem, với ngôi vui sẽ là yeche và они sẽ là yut đấy. À đó, em hiểu chưa nào? Đấy. Đó. Nhất trí chưa? Vâng. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cứ chia tiếp nhé. Từ này, ôn này. Ôn này thì nó sẽ thành gì nào? Yes. Yes. Đấy. À, yes. À, thấy chưa? Đấy. À, mươi thì sao nào? Thành mươi là yem. Yem. Đấy. Đó, vui nào. À, vui thành gì nào? Thành ye. Ye. Đấy, ye. Đấy. À, bây giờ cái ngôi они nào? Yêu. Они. Yêu thành gì? Thành yêu. Yut. Đây là yut đấy. Yut. Đây là you. Đấy. À, đây là yêu. Đấy. Yut. À đó, thấy chưa? Đấy. À đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem cái ngồi bên này. À, ở bên này là chúng ta chia như thế nào? Tạc. Bên này xong rồi. Đây là ôn. À, nếu đây là tươi là y, đúng không? À. Tươi là y. À, thì ôn sẽ thành gì nào? Ôn là is. Ôn nó phải ít đấy. Ôn. À, đúng không? À, đó. Nó thành ít. Đây. Đó. Mươi thì sao nào? Mươi chỉ im. Mươi nó thành im. Đấy. Với nó thành ichi. Đấy, ichi. Và ani. Nó thành gì nào? À. À, đây nó mới khác biệt đấy. À, thành yat. À, thấy chưa? Thế vậy thì chúng ta thấy nó khác nhau ở đâu? À, bây giờ cái bên này ở chữ e, chữ y. Đấy. À, nó khác nhau ở ba ngôi, à khác nhau ở hai ngôi, đấy. À, bắt khác nhau ở hai ngôi. À, thứ nhất là gì nào? Nếu mà nói về cái ngôi đầu thì nó giống hệt nhau. Đúng không? Ở cái ngôi đầu ya giống hệt nhau. Đúng chưa nào? Đó, thấy cái ngôi này giống nhau này. Đó. Thấy chưa? Có tạc vật đấy. Tạc. Đó. Tạc vật. À, thế bây giờ cái ngôi ya này chúng ta thấy nó giống nhau. Giống hệt nhau luôn. Không có gì khác nhau cả. Chúng ta đánh dấu nó đi. Tạc vật đấy. Thế từ cái ngôi thứ hai thì chúng ta thấy nó có sự khác biệt đấy. À đó. Cái ngôi thứ hai. Tươi là yes. Thì bên kia nó là is. Is. Oh, yes. Bên kia là is đấy. Avot. Chúng ta sẽ đánh dấu nó bằng một cái màu khác đấy. Đó. Thấy chưa? Thế và cái ngôi ani ở đây nó cũng khác. Đấy, ngôi ani. À đó. Thế và đây là gì? Ngôi này của chúng ta đấy. Quan trọng là các em xác định được nó khác biệt ở chỗ nào thì các em sẽ dễ làm việc đấy. Đó. Thế có nhiều động từ chia nó là lạ, như cái giống như từ mà cái gì vừa mình học là khô chú, có những cái ngôi a mà nó chia nó khác vậy nhiều rồi. À đúng rồi, nó khác ở chỗ nào? Nó khác là không phải là u mà là u đấy. U. À đúng không? À nó khác ở chỗ là gì? À đó là đáng ra đây là u, nhưng mà kia nó là gì nào? Nó là u, đúng không? À nó u chứ không phải là u. À bởi vì sao? À, bởi vì đó đằng sau nó có chữ chờ, nó không được viết you anh chị, mà nó phải viết là u. U. Viết là u tức là cứng, mà nó bị cứng. Như kiểu cho nó dễ đọc ấy. À không phải, đúng rồi. Nếu người ta đọc chiu nó khó đọc em chị. Chiu nó khó. Đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta đã phát hiện ra là gì? Động từ chia nhóm 1 khi đến ngôi thứ hai nó là ye. Yeah. Thế còn động từ chia nhóm 2 ở ngôi thứ hai nó là is. Is đấy. Và cái điểm khác biệt nữa là gì? Là ở ngôi thứ ba động từ chia nhóm 1 có đuôi yut thì động từ chia nhóm 2 có đuôi yat đấy. À đó, thấy chưa nào? Thế bây giờ thầy giáo phải giải thích cái câu hỏi của em. Tại sao có một số động từ mà không phải là u mà nó lại là u cơ? Đấy. À, bởi vì sao? À bởi vì sao? Nếu mà nó đứng đằng sau các âm chờ, sure. Đấy. Thì nó sẽ không phải là u mà nó sẽ là u hoặc là a. Em hiểu chưa? À đó, ví dụ như đây đáng ra là я, я говорю. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta có động từ учить nhé. Thì là cho em động từ учить. Động từ учить. Учить. Động từ учить. Động từ учить là động từ học. Đấy. À đó, thế thì ta chia cho em cái động từ này nhé. Я учу. Đấy. Я учу. À đúng là không phải учил mà là учу. Đấy. Ты учишь. Он учит. Мы учим. Вы учите. Они учат. À đúng chưa? Đó. Thế vậy thì em thấy đây là u này. Đấy. Đây là u. Thế và đây nó là a chứ không phải là ya. Đúng không? Đây nó cái là... này là chia nhóm 2 ạ. À nó chia nhóm 2, chia nhóm 2 tại sao? Tại sao thì đã bảo đây nó chia nhóm 2 nào? Em có trả lời được không? À thế cái này chia nhóm mấy đấy? Chả phải nhìn. Nếu như ở ngôi tươi này nó có is thì nó là nhóm 2. Là nhóm 2. Đúng không? Đây là is này. Đúng không? Nếu mà nó là is thì nó sẽ là nhóm 1. Em hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Đấy, đó là cách phân biệt đấy. Thế còn nếu mà nếu động từ người ta cho chia là người ta cho chúng ta thông tin là động từ này sẽ chia nhóm 2 thì ngôi tư chúng ta sẽ chia ở ngôi is. Is. À nếu mà người ta bảo đây là động từ chia nhóm 1 thì ngôi tư chúng ta sẽ chia ngôi yes. À yes đấy. Bởi vì sao? Ngôi thứ nhất là giống hệt nhau rồi, đều là you cả đấy. Đó. Thấy chưa? Thế mà tại sao bây giờ các em bảo thấy ơi, tại sao lúc đây là you đây là u, bởi vì sao nó đứng sau chờ. Sau chờ không được viết không được viết you đấy, đây này chờ sau chờ sờ này đấy, người ta sẽ không viết you ya mà sẽ viết là u a. À đúng chưa đấy. À đó thấy chưa nào, vất tạc vất đấy. À, đó vậy cho em hỏi nốt là thế vậy trường hợp nào thì chia cách 1 và trường hợp nào chia cách 2? À trường hợp nào chia cách 1, trường hợp nào chia cách 2 nó phụ thuộc vào cái thông tin mà động từ người ta cho đấy. Thông thường thì là gì, đuôi a thì dấu mềm sẽ là chia ở cách 1. Và động từ có đuôi it dấu mềm, et dấu mềm thì sẽ chia ở cách 2. Đấy, chia ở nhóm 2. Đấy. À ví dụ động từ chia nhóm 2 em hỏi câu đấy làm thầy hơi ngạc nhiên đấy. Đấy. Nhiều người đã chả hỏi đâu. À đó. Thế là có ý tưởng đấy. À ví dụ bây giờ chúng ta có động từ говорить. Bây giờ thầy giáo sẽ cho em một động từ nữa. Đó em thấy động từ đây là gì nào? Động từ này có đuôi it dấu mềm. Đấy. Đó. Thế vậy rồi thì bây giờ em lại phải lấy một tờ bìa em viết cái động từ này ra đấy. Đó, dừng xem video đến đây, dừng lại và viết cái hình này ra, hoặc là thầy giáo sẽ gửi luôn cho em qua qua Skype, em đỡ phải lần mò ở trong video xem chỗ nào nó có cái động từ đó đấy. Đó, dở ngay ra có ngay động từ này đấy. Bởi vì sao? Bây giờ thầy giáo sẽ xóa cái động từ này đi. Đấy. Thầy giáo sẽ cho em một cái động từ khác. Đó. Một động từ khác bây giờ hôm nay thầy giáo nói là gì, là động từ có đuôi it dấu mềm thì là động từ chia ở nhóm 2. Bây giờ nó có động từ et dấu mềm nữa cơ. Đấy. Smart đá đây này, đấy. Nó có đuôi này này, đấy. Đó, đúng nào. Động từ này có đuôi et dấu mềm đây. Đấy. Đó thì nó cũng là động từ chia ở nhóm 2. Thế bây giờ nó là động từ chia ở nhóm 2 thì chúng ta sẽ phải chia nó. Đấy, nó thử chia nó xem là chia như thế nào. Đấy. Et mà đúng. Động từ nó lại có et dấu mềm thì nó là động từ sẽ chia ở nhóm 2. Đấy. Đó. Thế như vậy là nếu mà chúng ta khi mà chúng ta chia, chúng ta sẽ phải bỏ 3 ký tự cuối. E, T dấu mềm. Động từ chia ở nhóm 2 khi chia bỏ 3 ký tự cuối. Thấy chưa nào? Bỏ 3 ký tự cuối màu đỏ này thì còn lại cái gốc này thôi, smooth là thôi, đấy. Thế khi đó chúng ta sẽ chia. Ie là gì nào? Ie you thì đúng rồi. Đúng không? Ie you, bởi vì sao chúng ta nhìn thấy đây này. Theo quy lắc này, ie thành you, đấy. Ie you, ie smart you. Đúng không? Tươi. Tươi thì theo nguyên tắc nó thành gì nào? Is. Ở nhóm 2 mà, nhóm 2 nó phải là is, đúng không? Thế là tươi смотришь. Đấy, я смотрю. Đấy, я смотрю. Đến đây là tươi смотришь. Đấy. Tươi смотришь. Đúng không nào? Đây thành là смотришь. Đấy. Đó. Đấy. Thì tiếp theo là он. Он thì là gì? Смотрит. Đấy. Он смотрит. Đuôi in, on là ít, 10 thì là im. Đấy. Im. Đúng chưa nào? Smart. Đấy. Smart. Мы смотрим. Мы смотрим. Мы смотрим. Вы. Вы thì thành gì nào? Sẽ có đuôi ite. Вы смотрите. Đấy. Và Anh ý ở nhóm 2 sẽ có đuôi gì nào? Yat. 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 Đấy, thì anh ý смотрят. Đó, thấy chưa? Anh ý смотрят. Đó. Thế vậy thì đến đây chúng ta đã chia xong động từ смотреть đấy. À, chia đúng theo nguyên tắc của nhóm 2 là gì? Là ngôi tươi thì phải là is và ngôi ani phải là yat, đúng chưa? Ani yat. Đó. Thế vậy thì đó là cái quy tắc chia động từ ở nhóm 2 và ở nhóm 1. Thế ở nhóm 1 thì sao nào? Động từ ở đây, động từ изучать là động từ chia nhóm 1. Thế chúng ta sẽ thử chia, lấy một động từ để chia nào. Chúng ta sẽ lấy động từ читать đấy. Читать. Читать là gì? Động từ читать có nghĩa là đọc đấy. À, động từ này có nghĩa là đọc. Đó. Thế bây giờ nguyên tắc của động từ chia nhóm 2 là gì? Bỏ 3 ký tự cuối. Động từ chia nhóm 2 bỏ 3 ký tự cuối. Bỏ 3 ký tự. Đây, đấy. Bỏ 3 ký tự e t giống mềm. Nhưng mà động từ ở nhóm 1 thì chúng ta chỉ bỏ 2 ký tự cuối thôi. Em hiểu? À, bỏ 2 ký tự cuối thì làm gì, nó còn cái gốc này. Đấy. Thấy chưa? Nó còn cái gốc này. Đó. À, thế bây giờ chúng ta sẽ chia nó nè. À, chúng ta còn cái gốc này đấy. Đã. Ia chitayu. À, đã. Đó, chúng ta sẽ chia nhá. À, bây giờ ya. Đây là gì nào? Ya. Ya chitayu. Cho cái màu xanh đi. Đã. À, ya thì là gì? Có đuôi yu. Chitayu. Ya chitayu. Chitayu. À, trọng âm rơi vào đâu nào? Trọng âm ở a này đấy. Đó. Ya chitayu. Ya chitayu. À, đó, trọng nói rõ như thế. Chitayu. Tươi. Tươi chitayu. Yes, đúng không nào? Thì chitayu yes. On. On chitayu. On chitayu đấy. À, đó. Mươi. Mươi chitayem đấy. À, vui. Vui chitayeche đấy. Vui chitayeche đấy. Они. Они читают. Читают đấy. Они читают. À, đó. Thế vậy thì đây là cách chia của động từ ở nhóm 1, đúng không nào? Я читаю, ты читаешь, он читает, мы читаем, вы читаете, они читают. À, đó. Thế đến đây thì chúng ta đã thấy là gì nào? Động từ đã được chia ở nhóm 1 và nhóm 2. Và chúng ta đã có 78 động từ rồi đấy. À, vậy thì có 78 động từ này em phải làm 78 cái quân bài. À, mỗi một bài chúng ta học, chúng ta sẽ có được độ khoảng là ít nhất phải được 1, 2, 3 động từ đấy. Và nhiều có thể đến hàng chục động từ. Thế vậy thì em sẽ có một cái bộ bài về các động từ như thế đấy. Bởi vì sao thầy giáo nói với em là gì? Em cần độ khoảng 50 động từ. À, em chỉ cần độ khoảng có 50 động từ là em nói tiếng Nga là tốt rồi. Đấy, không cần nhiều. Đúng không? Thế vậy thì em phải có 50 quân bài, 50 cái động từ đó hàng ngày rút ra, chia ra, nói, dở ra và chia. À, thế nên khi đi vào nói 50 là 52 quân bài là đủ một bộ. À, đấy, 50 52 con này cái vấn đề quân bài tu lơ khơ của em thì nó lại kín hết, chả có chỗ nào để viết cả chứ bắt phải cắt bằng cái bìa đấy. Đó. Thế còn thông thường thì giáo cứ hay vào cái hiệu văn phòng phẩm ấy. À, mua lấy một cái hộp gọi là cái hộp cạc visit màu trắng. À, tức là nó gì, nó chưa, người ta chưa biết cái gì cả, nó có 3.500 một cái hộp thôi em ạ đấy. À, trong cái hộp đó nó có là 100 cái cạc visit đó. À, thế như vậy là gì, là về tha hồ viết cả hai mặt, một mặt thì là viết động từ, một mặt thì là viết mẫu câu đấy của động từ đó. Đó, nó vất tạp quá. À, thế bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhé. Đó, chúng ta sẽ có một cái bài tập như thế này. Bài tập như thế này. À, bây giờ chúng ta sẽ có câu trả lời da это мой учебник. Vậy thì câu hỏi của nó là gì? Cái này là câu hỏi không có từ để hỏi đúng không? Đúng rồi, thì nó nói cái da, đúng rồi, em rất nhớ đấy. À, là... em học hơi bị siêu. Thế là cái này là mình sẽ hỏi bằng ngữ điệu ba đúng không? Ikaba. Đúng rồi, đấy. Mình sẽ hỏi là это учебник. Это мой, да, это мой учебник. Đúng rồi, đây là quyển sách giáo khoa của tôi. Thế vậy phải hỏi là gì nào? Đây là quyển sách giáo khoa của cậu à? À, của cậu thì là gì? Của cậu. Твой. Твой, đấy. Твой. Это твой учебник. Это твой учебник. À, thấy chưa nào? Đó. Это твой учебник. Да, это мой учебник. À, thế vậy thì giáo nó thường nói là gì nào? Nếu mà câu trả lời có đa thì câu hỏi của nó sẽ chính là cái câu trả lời này đấy. Chỉ có điều nó chỉ cần thay cái đại từ này cho phù hợp thôi. Môi sẽ thành từ vôi đấy. Từ vôi sẽ thành là gì? Từ vôi sẽ thành môi đấy. Nas sẽ thành vas, vas sẽ thành nas đấy. Thế còn yevo, yeyo, if thì không thay đổi đấy. Đó. À, thế bây giờ chúng ta có câu trả lời. Меня зовут Лена. Thế câu hỏi sẽ là gì? Là как меня зовут? Как тебя. А, как тебя зовут. Đúng rồi, đấy. Как тебя зовут, хорошо. А, это карандаш. Карандаш là cái bút luôn. À, cái bút chì. Stoiter. À, stoiter. Đấy, đúng rồi, rất giỏi. Đấy. Tà, bây giờ chúng ta có câu hỏi. Да, он музыкант. Это музыкант. Sai rồi đấy. À, bởi vì sao nào? Thầy giáo đã nói với em là gì nào? Nếu câu hỏi có da thì cái câu trả lời đằng sau nó chính là câu hỏi. Vâng. Он музыкант. Он музыкант. Đấy, он музыкант. Да, он музыкант. À, đấy chưa? Đó. À, nhớ nhé. Nếu câu hỏi có da thì cái phần đằng sau nó chính là cái câu hỏi đấy. À, nếu có nhét thì sao? Нет, это не моя тетрадь. Không. Không, đây không phải là quyển vở của tôi. Không, đây không phải quyển vở của tôi. Sẽ nói sao nào? Đây là quyển vở của bạn này là это твоя. Đúng không thầy? À, это твоя тетрадь. Это твоя тетрадь. Đây có phải quyển vở của cậu không? Нет, это не моя тетрадь. Không, đây không phải quyển vở của tớ. Đấy. À, đúng không? Đấy. À, đó. Thế tiếp theo nào. Chúng ta có câu Нет, его зовут Сергей. Thì là его зовут Сергей. Его зовут Андрей. Андрей. À, nếu như em nói его зовут gì gì đó. Đấy. À, cậu ấy tên là Andrei đúng không? Không, tên nó là Sergei. Его зовут Андрей. Mình phải nói tên khác đi. À, đúng rồi, nói tên khác đi, đúng rồi đấy. À, đó. Его зовут Андрей. Нет, его зовут Sergei. Đấy. Нет, его зовут Sergei. Нет, это Петербург. Петербург là thành phố Petersburg. À. Thế bây giờ tương tự cái câu là gì? Câu hỏi sẽ là gì? Нет, это Петербург. Không, đây là thành phố Petersburg chứ. Thì mình sẽ hỏi là mình hỏi Ester xong một thành phố là Ester Moscow. Đúng rồi đấy. À, Ester Moscow. À, đấy. À, đây là gì? Một bạn đặt đây là thành phố Vladimir đấy. À, đây là thành phố Vladimir. À, chúng ta có thể thay cái này là gì nào? À, đây là thành phố Moscow. Ester Moscow. Ester Moscow đấy. À, Ester Moscow. À, так, Ester Moscow. À, đó. Đấy. À, так. Thế như vậy chúng ta sẽ có là gì? À, нет, это Владимир, да? Это Москва? Нет, это Владимир, да? А, да, так. Вот так, да? Да. Это Москва? Нет, это Владимир, да? А, да. Thì ta sẽ xóa bỏ cái này đi nhé. Úp. Không phải thế mà. Вот так. Это Москва? Нет, это Владимир. Вот так. Да. А, это Петербург, да? Вот так. À, tiếp theo mà нет, он артист. Không, ông ấy là nghệ sĩ. Đó, câu hỏi sẽ là gì? Он врач. Anh ấy là bác sĩ à? Không, anh ấy là nghệ sĩ. Đấy. À, thế như vậy câu hỏi này em vẫn chưa đạt được đúng cái mục đích của nó đấy. À, đó, vẫn chưa trả lời được đấy. Нет, он артист đấy. À, он профессор. Ông ấy là kỹ sư à? À, ông ấy là giáo sư à? Нет, он артист đấy. Он артист. À, thế bây giờ thầy giáo sẽ ra thêm cho em một câu hỏi nhé. À, câu trả lời nhé. À, em sẽ phải đặt câu hỏi nhé. Câu trả lời sẽ là gì nào? À, нет, это мой брат. À, thế em sẽ có câu hỏi là gì? Нет, это мой брат. Không, đây là anh trai. À, đây là bạn trai. Нет, это мой брат. À, câu hỏi sẽ là gì? Это твой. Друг. Đúng rồi đấy. Это твой друг. Это твой друг. Нет, это мой брат đấy. À, нет, это мой брат. Đúng rồi, đó, câu này hoàn toàn chuẩn luôn đấy. Đó, thế như vậy là em đã hiểu cái ý nghĩa của nó đấy. Cách sử dụng như thế nào thì ta sẽ ra thêm cho em một câu nữa nhé. Ra thêm một câu nữa. Нет, это... Нет, это машина. À, đó. Нет, это машина. Cái câu hỏi là gì? Cái này sẽ là это трамвай. Это трамвай? Да-да-да, это трамвай. Нет, это машина. Да-да-да. Это трамвай, нет, ты трамвай giỏi rồi đấy. À, đó, như хорошо. À, хорошо. À, em rất là thú vị đấy. Đó, да-да-да. À, thế như vậy là gì? Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau là làm xong cái bài tập này đấy. Bây giờ thầy giáo sẽ cho em một cái bài luyện tập một chút đấy. Chúng ta còn mấy phút thì chúng ta tự cố gắng tranh thủ thời gian luyện tập một chút. À, đó. À, chúng ta sẽ có động từ читать đấy, читать. À, читать là đọc đấy. Và chúng ta có động từ хотеть. Хотеть là muốn đấy. À, хотеть là muốn. Bây giờ em sẽ nói cho thầy câu là em muốn đọc sách. Я хочу читать книгу. Я хочу читать книгу. Đấy. Я хочу читать книгу. Em muốn đọc sách. Я хочу читать книгу. Книгу. Chúng ta biết từ книга. Mình chỉ chia cái từ хочу ấy, còn cái từ читать thì không chia. Đấy, chính xác, em nhận xét rất đúng đấy. Em nhận xét rất đúng là động từ thứ hai không cần chia. Chúng ta chỉ cần chia một động từ thôi. Đấy. Đó, đấy. À, đó. Em hơi bị thông minh đấy. Học này chắc chắn là sẽ học nhanh luôn. Đấy. Chả qua là ý là em không nhớ được, em hay học từ mới khó nhớ lắm. Да. Я хочу читать книгу, đấy. À, đó, tôi muốn đọc sách này đấy. Tôi muốn đọc sách. Bây giờ em sẽ nói câu là tôi muốn học tiếng Nga. Я хочу. Хочу. Chúng ta có động từ học là gì nào? Учить. Đấy, учить. Я хочу учить. Tiếng Nga là gì nào? Русский язык. Đấy. Я хочу учить русский язык. Я хочу учить русский язык. Đấy. À, đó. Я хочу учить русский язык. Em muốn học tiếng Nga. Đấy. Đó. À, thế tiếp theo nào. À, em muốn đi làm. Em muốn làm việc. Я хочу. Động từ làm việc là gì? Деньги. Да. Я хочу деньги, да. À, em muốn có tiền đấy. Да. Я хочу работать, да. Я хочу работать. Đó. À, я хочу работать. Động từ работать là động từ chia theo nhóm 1. Bây giờ thầy giáo cho em cái câu động từ работать là động từ chia theo nhóm 1. Vậy thì chúng ta phải chia nó như thế này. Chúng ta có động từ работать. À, đấy. Động từ này là động từ chia theo nhóm 1. À, thế vậy ta chia như thế nào? Я. À, động từ nếu chia theo nhóm 1 chúng ta bỏ 2 ký tự cuối. À, bỏ 2 ký tự này đây, đúng không nào? Đấy. À, đó. Thế vậy thì chúng ta còn cái gốc từ là gì? Работа. Đấy. Работа. À, thế vậy chúng ta chia nó nào. Я работаю. Đấy. Ты работаешь. Yes đấy. Yes. À, ты работаешь. Đúng không nào? Đấy. À, chúng ta cho lui vào dành chút đấy. Đó. Он работает. Он работает. Đấy. Работает. Мы работаем. Работаем. Đấy. À, мы работаем. Вы работаете. Đúng nào? À. Вы работаете là làm việc đấy. Họ làm việc. À, các anh làm việc đấy. Они работают. Они работают. Vậy thì đây là động từ làm việc đấy. À, đó. Động từ làm việc. Я работаю, tôi làm việc. Ты работаешь, cậu làm việc. Он работает là anh ấy làm việc. Мы работаем, chúng tôi làm việc. Вы работаете, các cậu làm việc đấy. Các bạn làm việc. Они работают, họ làm việc đấy. À, đó. Thì như vậy đây là em lại có thêm một động từ nữa rồi. Riêng ngày hôm nay đã có. Em phải có thêm khoảng 10 động từ rồi đấy. À, đó. Thế vậy thì ngày hôm nay chúng ta học chủ yếu là gì nào? Chủ yếu là kiến thức chia động từ đấy. Chủ yếu là chia động từ, cho nên là em cần phải làm những cái con bài đó và viết tất cả các động từ này ra nhé. Xong sau đó em viết thật đẹp và cố gắng gửi cho thầy giáo xem em viết như thế nào. Đấy. À, đó. À, lát nữa урок на этом закончен. Bài học đến đây sẽ tạm dừng. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học hôm sau. До свидания. До свидания. Пока-пока. Chào em.